Chạy đua với thời gian, khớp gối của bạn có thể không nghĩ vậy. Trong guồng quay của cuộc sống hối hả ngày nay thì con người luôn phải chạy đua với thời gian. Những áp lực từ công việc, nè, cuộc sống và các hoạt động xã hội khiến cho chúng ta luôn di chuyển và làm việc một cách không ngừng nghỉ. Mỗi khi chúng ta bước đi, chạy hoặc thậm chí là đứng lâu, khớp gối sẽ phải chịu một lực rất là lớn, nhiều gấp nhiều lần so với trọng lượng cơ thể. Cứ như vậy, thời gian lâu dài tăng dần sẽ làm cho khớp gối bị tổn thương và dẫn tới thoái hóa. Nó sẽ tiến triển nhanh chóng nếu như chúng ta không biết cách chăm sóc đúng cách. Thì khớp gối nó là một trong những cái khớp rất là quan trọng của cơ thể chúng ta, gần như là cái khớp quan trọng nhất, chịu trách nhiệm cho sự di chuyển linh hoạt và ổn định. Tuy nhiên, với cái lối sống là ít vận động, ngồi lâu và thói quen ăn uống không lành mạnh của nhiều người có thể khiến cho những cái, thứ nhất là những cái cơ bắp và dây chằng xung quanh khớp gối nó bị yếu đi. Thứ hai là cái việc mà không kiểm soát được cân nặng làm cho cái khớp gối phải chịu lực nhiều hơn, từ đó dễ gây ra những cái bệnh lý như là thoái hóa khớp, thậm chí là những cái chấn thương. Thì để bảo vệ khớp gối, chúng ta cần phải có một cái lối sống lành mạnh, dành ít nhất 30 phút mỗi ngày để có thể tập thể dục. Các bài tập nhẹ nhàng như là đạp xe đạp nè, bơi lội nè, hoặc là yoga sẽ giúp tăng cường sự linh hoạt và sức mạnh của khớp gối. Bên cạnh đó, hãy luôn luôn chú ý đến chế độ dinh dưỡng, ăn uống, bổ sung đầy đủ những cái thành phần quan trọng cho xương khớp, ví dụ như là canxi hữu cơ kèm K2D3, những cái glucosamin để xương khớp có thể luôn chắc khỏe. Ngoài ra thì bạn hãy luôn lắng nghe cơ thể của mình. Nếu cảm thấy đau nhức hoặc là khó chịu khớp gối thì đừng bỏ qua mà hãy nhanh chóng đến những cơ sở y tế, những cái phòng khám cơ xương khớp hoặc là những cái bệnh viện có chuyên khoa cơ xương khớp để được thăm khám và phát hiện kịp thời những cái vấn đề bất ổn đó. Việc điều trị kịp thời sẽ giúp bảo vệ sự linh hoạt của khớp gối và ngăn ngừa những cái tổn thương nghiêm trọng có thể xảy ra trong tương lai. Tóm lại, chạy đua với thời gian là điều là không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi trong cái cuộc sống này. Tuy nhiên, việc giữ cho khớp gối được nghỉ ngơi và chăm sóc đúng cách, nó sẽ giúp cho bạn duy trì sức khỏe và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Hãy theo dõi kênh của bác sĩ Minh để có thêm nhiều kiến thức y khoa.